Rồi ok anh em, chúng ta lại bắt đầu nhận định buổi sáng BTC và vàng. Mọi người thấy sáng ra thì vàng nó đã sập rồi đúng không? Còn BTC thì nó đã tăng. Trong tuần trước thì mình đã vào thứ bảy thì mình đã làm một cái video ở trên kênh YouTube. Mình đăng lên mình nói trước cho mọi người nghe về cái kế hoạch của chúng ta rồi. Trader các bạn cũng nhận. Anh em nào mà chúng ta chưa có theo được cái plan này, tại vì cái target của chúng ta, cái nhịp tăng này nó vẫn còn khá là xa, tăng lên tới tầm khoảng 100k 101 ha, cho nên là chúng ta vẫn còn cơ hội để mà chúng ta bắt. Nếu như mà anh em sử dụng Sonic R và Fibonacci này thì chúng ta tìm những cái điểm hồi để mà chúng ta buy lên tiếp đó. Dạt BTC như thế này thì khả năng cao là nó vẫn sẽ tiếp tục nó tăng lên thôi, tại vì trên đây khi mà giá nó tăng lên này mà nó tạo ra một cái cấu trúc tăng với cái lượng volume như thế này thì khả năng cao tất cả những cái đỉnh ở trên này nó đang là thanh khoản hơn. Trên này vẫn còn một lượng người giữ lệnh short rất là lớn, cho nên là giá nó sẽ có xu hướng nó đi lên đây, nó xử lý cái đám đông này cái đã, xử lý cái đám đông này. Rồi thì chúng ta đánh như thế nào ngày hôm nay ấy, trước tiên là chúng ta cần chờ cho 50 giây nữa này, cái cây nến M30 này nó đóng cửa, và cái nhịp này nó đóng cửa tức là nó đóng cửa ở trên cái vùng supply này đúng không, thì cái vùng này nó sẽ trở thành một cái hỗ trợ đó, và chúng ta sẽ bật Sonic R lên, chúng ta chờ cho giá nó hồi về MA89 để mà chúng ta chờ tích lũy, chúng ta đánh long lên tiếp ha, chúng ta buy lên tiếp đó. Trong ngày hôm nay thì chú ý cái vùng cản này, chú ý cái vùng cản này ha mọi người, ở trên khung thời gian D này. Trên khung thời gian D thì đây nó là một cái mẫu hình rất là quen thuộc của chúng ta, tương tự như ở bên dưới này ha, giá nó tạo ra một cái cấu trúc giảm, giá nó tạo ra một cái cấu trúc giảm như thế này rồi nó tăng lên đúng không, thì mình nói với các bạn đây nó là một cái mẫu hình nến tạo ra một cái vùng bay, tạo ra một cái vùng tích lũy đó. Thì trong thời gian tiếp theo ấy, những cái vùng này nó sẽ trở thành những cái vùng nền giá cho chúng ta, thì chúng ta sẽ tiếp tục chúng ta dùng những cái vùng này để mà chúng ta đánh lên. Còn hiện tại ở trên này ha, khi mà khung thời gian D ngày hôm nay nó đóng phá cản ở trên này và nó vượt qua được cái mốc 98 năm này, thì trong những cái ngày tiếp theo chúng ta vẫn sẽ tiếp tục chúng ta đánh long lên. Đây nó sẽ là một cái dấu hiệu cho thấy là thị trường nó đang bắt đầu nó sôi động trở lại, và đội buy nhảy vào thị trường rất là nhiều ha, dòng tiền đang đẩy vào BTC rất là nhiều, cho nên là các bạn đừng có dại mà các bạn đi đánh sell làm gì, đánh sell thì chỉ có chết thôi. Đó, rất là đẹp đúng không, đây này đó, thứ bảy chủ nhật mình còn vẽ ra như thế này cho mọi người mà. Mọi người nhìn volume này, volume đẩy lên rất là mạnh đúng không, và những cái nhịp giảm này của chúng ta mọi người để ý là giảm thì nó giảm mạnh thật nhưng mà không hề có một tí volume nào cả, thì đây nó là dấu hiệu cạn lực ha, đây nó là một cái dấu hiệu cạn lực, và cái mô hình W này nó cho thấy là thị trường đang ở trong cái giai đoạn sôi động, và đội long ấy nó sẵn sàng nó mua ở mọi giá luôn, đội long sẵn sàng mua ở mọi giá đó, thì đây nó là về tâm lý của thị trường ha, cho nên là trong những ngày tiếp theo tốt nhất là mọi người chỉ nên long lên thôi, và chúng ta đang có cái target lên Fibo 1.618 ở đây của cái nhịp sóng giảm, của cái nhịp sóng tăng này. Cái nhịp sóng tăng này target của nó đầu tiên là lên trên này, cho nên là chúng ta sẽ target hết về đây trước ha. Ok, ngoài ra thì trong khoảng thời gian mà BTC nó tăng ấy, thì chúng ta cần phải chú ý đến những cái mã model coin khác như là ETH và BNB này, hai con này hiện tại đang rất là ngon đó. ETH thì cái biên độ tăng của nó vẫn còn rất là xa, thậm chí là lên tới 4.000, còn BNB thì nó cần phải phá cản cái đó. BNB thì cần phải phá cản 680 thì nó mới lên được 700 ha. Ok, rồi thì tiếp theo là về vàng. Vàng thì mình nói với mọi người ở trong nhóm là chúng ta vẫn giữ cái kế hoạch, vẫn giữ cái kế hoạch swing đúng không? Đó, đây nè. Và hiện tại thì sáng nay mình cập nhật thì giá nó ở 44. Mình cập nhật cho mọi người sáng nay là nó ở 44 lúc 7:30 này. Hiện tại thì vàng nó đã về tới 26.28 rồi. Lực giảm này rất mạnh ha, và khi mà nó đã giảm như vậy thì khả năng là những cái vùng ở bên dưới này nó là thanh khoản, và chúng ta sẽ đánh về cái bay ở bên dưới này, cái bay ở bên dưới 2540
và nó cũng trùng với cái MA610 của chúng ta. Chúng ta đánh về bên dưới này. Đó. Trong ngày hôm nay thì mình sẽ cố gắng là mình chờ cho giá nó phá cản để mà mình tìm điểm mình nhồi thêm. Còn hiện tại thì chúng ta vẫn cứ là chúng ta giữ hai cái lệnh này thôi. Đấy mọi người xem này. Đây là tất cả những cái kế hoạch trung hạn của mình. ETH này, BTC này, vàng này, tất cả đều đang xanh đúng không? Và cái cách để mà chúng ta giữ được lệnh lâu ấy, đó là chúng ta chia vốn ra, chúng ta đánh nhỏ. Và mọi người thấy là những cái cặp này ấy, nó đều là những cái cặp có cái biên độ dao động rất là rộng, cho nên là đánh nhỏ thôi, nhưng mà cái tiền lãi nó đã như thế này rồi. Đó, tùy vào cái nguồn vốn của anh em và anh em phân bổ vốn như thế nào thôi. Những cái deal này của mình SL nó đều xa, cho nên là mình không thể nào mà mình đánh lớn được. Đánh lớn thì lãi nhiều, nhưng mà tới cái lúc mà chúng ta gồng âm ấy, thì chúng ta cũng rất là bị áp lực. Ok, còn trong khung nhỏ thì như thế nào? Trong khung nhỏ của vàng ấy, thì mình thấy là nó vẫn tiếp tục nó giảm tiếp ha. Nó giảm tiếp. Cái lực giảm này, cái lực bán tháo này nó rất là mạnh. Và những cái vùng cản ở bên dưới này ấy, nó không có đủ sức để mà nó giữ đâu. Cho nên là trong khoảng thời gian tiếp theo thì chúng ta cứ canh, chúng ta short vàng đi. Cứ canh short vàng cho mình. Rồi, để đi. Cập nhật lại về để đi cho mọi người. Thì trong video khoảng 160-159 ấy, thì mình nói cho mọi người là để đi nó sẽ có xu hướng nó tăng lên. Nó xử lý cái mốc IDM của khung thời gian quýt đúng không? Thì mọi người thấy là sau khi mà giá nó xử lý này, thì mình dự tính ấy, là nó sẽ sideways ở quanh cái khu vực này để mà nó tăng lên tiếp. Nhưng mà ấy, nó đã thủng qua cái vùng bay ở đây. Nó đã thủng qua cái vùng bay ở đây thì hiện tại là chúng ta cần phải chờ giá nó đi lên lại trên cái bay này. Hoặc là cũng là từ quanh cái khu vực này nó sideways. Nó sideways nhưng mà với một cái biên độ nó rộng hơn. Biên độ sideways của DRI nó sẽ như thế này. Thì trong ngày hôm nay ấy, là chúng ta đối với những anh em nào mà chúng ta đang hold đô la như mình ấy, ở bên quanh cái khu vực bên dưới này, thì chúng ta vẫn tiếp tục chúng ta giữ ha. Vẫn còn rất là lâu nữa thì chúng ta mới có kế hoạch chúng ta cash out. Tầm khoảng là quý 1 năm 2025 thì chúng ta sẽ cash out ha. Hoặc là mọi người có thể cash out trước Tết. Tại vì thường ấy, là trong cái giai đoạn cuối năm tháng 12 cho tới tháng 1 ấy, thì thường là sẽ có những cái tin tức nó tiêu cực cho USD, đặc biệt là tiêu cực cho USDT như là những cái năm trước ha. Đó, cái công ty USDT thường là nó rất là hay bị kiện vào những cái ngày cuối năm. Đó, cho nên là những cái sự kiện đó nó sẽ gây ảnh hưởng đến USD và USDT. Những cái trường hợp đó thì chúng ta sẽ tiếp tục chúng ta gom lên thêm. Tại vì trong quá khứ đã rất là nhiều lần những cái tin tức tiêu cực nó đưa ra về USDT ấy, giá nó đẩy xuống và toàn bộ cá mập nó nhảy vào ấy, nó gom hàng lên. Thì chúng ta trong cái thời kỳ này chúng ta vẫn sẽ như vậy. Trong cái thời kỳ này chúng ta cũng sẽ làm như vậy, y chang như những năm trước. Chúng ta chờ cho tin tức tiêu cực xuất hiện và chúng ta sẽ gom USD. Gom USD và gom USDT ha. Rồi, ok, thì đó là cập nhật nhanh cho video ngày hôm nay. Cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ kênh trong khoảng thời gian vừa qua. Hãy follow kênh của mình và đừng quên like, share những cái video của mình để nhận những cái nhận định hàng ngày cũng như là nhận những cái deal mà mình cho mọi người ở trong nhóm. Ok, tạm biệt mọi người.